cái nước thật là thần thánh. Mùa đông uống vào thì ấm, mùa hè uống vào thì mát, khỏe cả người. Mỗi ngày chỉ cần một bát nước ốc luộc là trường sinh bất lão. Tôi đang tính, có lẽ phải đóng chai nước ốc xuất khẩu ra khắp thế giới luôn. Thôi thôi, tôi xin bà bỏ cái ý tưởng hấp hấp ấy đi. Cả làng này có một mình thằng Tiến có ý tưởng chẳng giống ai, đã loạn hết cả lên rồi. Này, thấy bảo chúng nó bán dược liệu rẻ thối ra, cả cái làng này chả ai bán cho cái thằng đấy. Lỗ cả công Nhật đấy chứ. Việc chả ai làm mới đến tay chúng nó, vơ quá vơ quào được đồng nào hay đồng đấy. Ba cái thằng đấy nát tươm rồi. Bà cứ loan tin như thế cả làng không ai chơi với chúng nó, liệu có ác quá không đấy? Ác gì? Này, tha đuổi ba thằng đấy ra khỏi làng là may rồi đấy nhá. Tôi nói cho bà biết, thằng Thắng ấy thì là tổng phạm của con Thanh, bao nhiêu nhà mất tiền của về chúng nó. Còn thằng Tiến ấy nay trộm tiền của vợ, mai trộm tiền của ai thì biết được đấy. Gì thì gì, chúng nó cũng là người làng này. Mình chứng kiến chúng nó lớn lên từ bé đến giờ. Chẳng qua chúng nó hâm hâm dở dở thế thôi, chứ không hư hỏng gì đâu. Mà thấy bảo, công an đang điều tra, chắc chắn con Thanh béo vu oan. Chứ còn thằng Thắng gà ấy, làm gì có gan mà làm cái chuyện hại làng hại nước đâu. Ừ, thì thằng Thắng gà có thể là oan, nhưng mà là thằng Tiến thì không thể nào tha thứ được. Nhưng mà cái Thu nó nói rồi, thằng Tiến đã nhắn tin xin phép, chứ không phải trộm cắp gì đâu, chỉ là hiểu lầm thôi. Nó chữa thẹn đấy, xấu chàng thì hổ ai, thằng Tiến phải lấy của con Thu 7 chỉ vàng. Sao bà biết? Thì nhá, lấy số tiền của thằng Hưng đi chữa bệnh cho bà Chén, trừ đi số tiền của thằng Thắng vay chỗ con Thanh, thì còn chỗ thiếu đúng 7 chỉ. Thằng Tiến phải lấy của con Thu đúng 7 chỉ vàng. Mà không, 6 chỉ thôi. Thằng Hưng nó còn bán cái xe máy đi nữa. Rõ khổ. Bây giờ có bao nhiêu tiền dồn hết cho bà Chén đi viện nhỉ? Thương thế. Thương. Thương cái xương chẳng còn. Cho ba cái thằng đấy bớt báo đời đi. Đã bớt ác cái mồm đi. Từ cái hồi mà xem livestream của mày ấy, là có tốn bao nhiêu tiền mỹ phẩm đấy nhá. Ui giời ơi. Sắp về với ông bà ông vải rồi, lại còn dở trò dùng mỹ phẩm. Phòng ích gì? Ơ kìa cô, mình là phái đẹp cơ mà. Làm đẹp là niềm vui, cô nhỉ? Ừ, thế bây giờ nhá, tôi với bà cùng chụp chung một tấm ảnh. Trong hình chắc chắn là tôi sẽ trắng sáng hơn bà, mà không cần chỉnh áp, chỉnh yếc gì luôn. Ôi giời ơi, gái làng này chắc càng đẹp càng long đong. Bà thấy con Thu kia kìa. Cái Thu làm sao? Cái Thu chưa bỏ thằng Tiến nhá. Mà nghe bảo nhá, là chưa nộp đơn lên tòa án đâu. Những lần khác ấy, chúng nó khóc lóc, ỉ ôi, lôi nhau từ nhà lên đến tòa thì có bỏ được nhau đâu. Nhưng mà lần này ấy, tôi thấy im ắng lắm, có vẻ căng đấy. Mà tôi nói cho biết nhá, chồng tôi mà lấy 60.000 của vợ ấy thì tôi cũng cho ra khỏi nhà, chứ đừng nói là 6 chỉ. Mà bao nhiêu lần rồi, chứ phải một lần đâu. Khiếp, gì cái gì các cô cũng biết. Đúng là camera chạy bằng ốc. Biết chứ. Này, thằng Thắng với cả thằng Tiến ấy, bị cả làng này tẩy chay rồi. Không ai chơi bời giúp đỡ gì chúng nó nữa. Mà con Nhung, mày về nói với cả mẹ mày ấy, đứng mà dung túng ba cái thằng đấy. Các anh ấy chỉ hâm dở thôi, chứ có hại ai đâu mà phải dồn vào đường cùng thế ạ. Phải thế, chúng nó mới sáng mắt ra. Mà các cô có biết vụ ông Thắng bị mất việc rồi còn bị con Vân đá không? Ôi giời, cái chuyện tình yêu của thằng Thắng cả ấy, chán chả có gì mà bàn. Tác dụng duy nhất của nó là giải duyên. Chuẩn, giải duyên. Mà nhớ, nghe bảo con Vân ấy, nó còn giả vờ bệnh tật, sau đó nó chia tay nhau như phim Hàn Quốc luôn. Thế mà nó không tin. Cái thằng đấy ấy, ai du cũng ngủ, ai rủ cũng đi. Thế nên là bao nhiêu lần dốc sạch tiền để cho thằng Tiến khởi nghiệp đấy thôi. Thế sao các cô là hàng xóm láng giềng không nói với anh ấy một câu cho anh ấy sáng mắt ra? Ôi giời ơi, mẹ nó nói nó còn chả sáng nữa là các cô. Mà kể ra cũng tội nhở, nó cũng tốt tính mà. Tao thì thất nghiệp, xong người yêu bỏ, thằng Tiến thì bỏ vợ, Hương thì bà uống. Anh em mình bây giờ chả có gì ngoài có nhau. Ở cái làng này các anh nổi tiếng là bộ ba ăn hại. Nhốt nó lại, không cho thằng Thắng giao du với hội thằng Hưng thằng Tiến nữa. Chúng mày
Phải tách nhau ra thì chúng tao mới sống được. Anh định lấy tiền của em cho ông Hưng chứ gì? Bỏ Quách nó đi. Giờ chọn đi, tôi hay hội bạn của anh? Tao không có đứa con như mày. Cút! Ba mình đã đen lại còn nhỏ. Chúng mày, tao mà biết chúng mày lấy trộm vàng của vợ mới đi về lãi. Tao đã. Đã thế anh mày lại khởi nghiệp tiếp. Điên à? Hai thằng chúng mày bó đâu ra tiền? Em vẫn còn tiền để dành á. Còn anh em mình coi như là mở một công ty, mua đứt luôn cái vườn dược liệu, mua luôn ký ốt, bán xà phòng. Thôi, đừng mộng mơ nữa. Ông đi nấu cơm đi. Cái việc làm xà phòng này, nó là tâm huyết của tao đấy. Kiểu gì tao cũng sẽ không bỏ đâu. Vì anh em, nhất định tao sẽ cố gắng. Không ai dám nhận tao vào làm. Tao thì toàn bị đồn là dính nhiều phốt này, đen đủi này, rồi cả thèm chóng chán này. Thế cho nên chả nơi nào thuê. Nghĩ chán. Đúng rồi. Phải tao cũng chả bao giờ thuê mày. Không thuê á? Đã thế anh mày lại khởi nghiệp tiếp. Số anh em mình ấy, nó phải làm ông chủ. Mày khởi nghiệp mãi mày không chán à? Thế mày không nghe người ta nói à? Làm cái công việc mà không yêu thích ấy, thì nó là khổ sai. Còn nếu mà làm cái công việc yêu thích, nó là hạnh phúc. Mày thích làm gì? Chưa biết. Chào bà. Con chào bà. Bà đi được không em bà? Không, bà bình thường. Bà để con đỡ bà vào nhà nhé. Bà tự đi được mà. Không, thôi, bà đỡ. Để nó đỡ bà vào. Con đỡ đi cho nó chắc. Chúng mày ở đây làm gì đấy? Thì đón bà ra viện. Tao đã nói rồi đấy nha. Ai ở nhà đấy, ba ổn rồi. Đi về đi. Về là về nào. Từ giờ bọn tao ở đây ăn bám hai bà cháu mày đấy. Tao không đùa. Về đi. Đùa gì? Thế mày nghĩ chuyện bọn tao là trò đùa đấy. Đã đi là không có về đâu. Mới quan trọng là làm gì còn chỗ nào mà về. Là nào? Thế đấy. Vợ tao này, rồi bố mẹ thằng Thắng đều không chứa. Giờ mày không chứa nốt thì bọn tao đứng đường. Đô ơi! Con chào ông ạ. Chào Đô. Bố ạ. Ông ơi, không cho con sang nhà ông chơi cả ngày nhá. Hôm nay cửa hàng con đông khách, bố cho con gửi cháu nhá. Mày có gửi nó cả đời cho tao cũng được. Chiều nay nhá, ông sẽ cho Đô đi thả diều. Yeah, ông là số 1. Mà sao bố đi chợ sớm thế hả? Tao đến đã thấy treo ở cửa rồi. Đi chợ gì đâu, chắc cái thằng trời đánh sợ gặp mày nên bày trò đấy. Cầm lại. Con xin. Đi. Con chào mẹ. Cho nhà ông ngoan con nhá. Vâng ạ. Này, lần này nhá, ông làm một cái diều to gấp đôi lần trước. Vâng ạ. Cái đồ hầm, đi mang cá sang bên này thì không làm luôn đi. Bắt người ta phải làm à?